Hello, xin chào toàn thể quý vị. Có thể nói là ngày hôm nay Phúc cảm thấy rất là vinh hạnh khi đã có mặt ở tại một thành phố đáng sống tại miền Trung, đó chính là thành phố Đà Nẵng. Và như chúng ta đã biết á, là Phúc đã có một cái thời gian là 5 năm đến với mảng du lịch quốc tế và đặt chân với rất nhiều các châu lục. Và thật sự là Phúc rất là đam mê với các resort nghỉ dưỡng. Và đấy cũng là một trong những lý do mà ngày hôm nay đây, khi Phúc có mặt ở đây thì không đóng vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, mà Phúc đang bắt đầu với một cái mảng rất là mới, đó chính là mảng bất động sản nghỉ dưỡng. Tại sao Phúc lựa chọn cái mảng bất động sản nghỉ dưỡng là bởi vì sao ạ? Khi Phúc đến những cái resort đẳng cấp thế giới 5 sao thì Phúc luôn luôn cảm thấy là họ quy hoạch rất là chỉnh chu, và đặc biệt nhất là cái kiến trúc bên trong nó mang tính chất gọi là rất là hiện đại và nó cũng rất là hợp thị hiếu của khách hàng. Ngày hôm nay đây thì Phúc đang đứng trước một trong những cái dự án rất là mới ở tại Đà Nẵng, đó chính là dự án Le Meridien Resort and Spa Đà Nẵng. Thì đây là một trong những cái thương hiệu thuộc về tập đoàn Marriott, một trong những tập đoàn về khách sạn hàng đầu thế giới. Và đây là thương hiệu với hơn 100 điểm đến thuộc trên tất cả thế giới. Và có thể nói là đây là một trong những dự án mà nó chiếm trọn trái tim của Nguyên Phúc bởi vì rất nhiều yếu tố, thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong những tập tiếp theo. Chúng ta có thể quan sát toàn cảnh dự án này một lần nữa và hẹn gặp lại quý vị chúng ta trong những tập tiếp theo.